Ngoại hạng Anh luôn là một trong những nơi sở hữu những ngôi sao đẳng cấp. Lý do, các ông chủ của nhóm đại gia chẳng mấy tiếc tay để vung ra mức đãi ngộ khổng lồ để trả công cho các siêu sao. Điều này đôi khi lại trở thành một con dao hai lưỡi. Các siêu sao sẽ có lúc thể hiện được bản thân, cũng như đội bóng sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của họ. Lúc ấy chẳng có gì vô lý khi họ đòi tăng lương. Mohamed Salah hiện tại cũng muốn tăng lương khủng để tiếp tục ký hợp đồng mới với Liverpool, bằng không anh sẽ ra đi. Trường hợp tương tự xảy ra với Manchester United, với một người đại diện là siêu cò chuyên mồi trải tiền như Mino Raiola bên cạnh. Paul Pogba đang muốn có được tăng lương lên mức cao nhất Premier League chỉ sau đồng đội Ronaldo. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mới đây, Paul Pogba sau quãng thời gian dài dùng rằng đã chìa tay ra cho ban lãnh đạo Quỷ Đỏ nắm lấy. Thế nhưng động thái đó lại đi kèm với một điều kiện thách thức đội bóng chủ quản. Có một mối lo ngại ở Manchester United rằng họ có thể mất Paul Pogba theo luật Bosman vào cuối mùa giải khi hợp đồng của siêu sao này đáo hạn. Mặc dù lời nói gần đây nhất từ bên liên quan của tiền vệ người Pháp là anh hiện đang sẵn sàng gia hạn hợp đồng tại Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer đã cố nhún nhường, lùi bước về sau để cố gắng giữ chân Pogba ở lại đội hình đầy sao của ông. Cho dù đó có phải là điều tốt nhất hay không, rõ ràng là bầy Quỷ Đỏ đang đau đầu vì tiền trong việc níu lấy bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử từ trước đến nay của họ. Tờ L'Equipe đưa tin hôm thứ Năm rằng Pogba hiện muốn gia hạn ở lại Manchester United, song với điều kiện tối thiểu là trở thành cầu thủ được trả lương cao bậc nhất tại Premier League. Siêu cò Mino Raiola đã cố gắng hết sức để thu hút sự quan tâm trên khắp châu Âu, mặc dù có rất ít bên tham vọng chiêu mộ Pogba có thể đưa ra mức lương cao hơn United. Trong cùng một câu chuyện, L'Equipe kể chi tiết rằng các chủ sở hữu của Man United, gia đình Glazer, đã thông báo với Pogba rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết về mặt tài chính để giữ anh ở lại. Động thái của nhà Glazer có lẽ giúp chúng ta hiểu phần nào tình huống này. Chính ông chủ phải đi nài nỉ một cầu thủ chứng tỏ anh ta phải quan trọng tới mức nào. Paul Pogba sẽ có thể tự do thảo luận về các điều khoản hợp đồng với các câu lạc bộ nước ngoài đang thèm muốn anh khi năm dương lịch 2021 kết thúc. Đó là viễn cảnh mà người đại diện của anh Mino Raiola có thể sử dụng trong cuộc đấu trí với Man United. Nhà báo bóng đá Fabrizio Romano đã tuyên bố rằng Pogba sẽ gia hạn hợp đồng với Man United kể từ tháng 7 vừa qua. Đây sẽ là một hợp đồng dài hạn và Pogba đồng thời được tăng lương. Những chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng thế giới đã báo cáo rằng không có câu trả lời cuối cùng từ đội ngũ của Pogba về đề nghị hợp đồng. Đúng vào thời điểm hè vừa rồi, những lời đồn đại về tương lai của Paul Pogba dục dịch xuất hiện trên khắp các mặt báo. Theo Independent, Paris Saint-Germain sẵn sàng trả cho Paul Pogba 600.000 euro một tuần, tức là 510.000 bảng, cho đầu mùa giải 2022-2023, khi họ tìm cách đảm bảo việc ký hợp đồng với đối thủ lớn hơn để quyến rũ chàng trai Pháp. Rồi thậm chí ngay khi mùa giải vừa khởi trận đầu tiên, Sky Sports cũng đưa tin rằng có khả năng Pogba sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải kết thúc. Đúng là một cái tên kiều diễm như Pogba, ắt hẳn sẽ có đủ những vệ tinh vây quanh để mồi chài. Điều này lại càng dồn Man United vào thế khó. Pogba sẽ 29 tuổi khi mùa giải này kết thúc. Vì vậy anh và Raiola biết rằng đây có thể là hợp đồng dài hạn hấp dẫn cuối cùng mà anh ấy có ở bất kỳ một câu lạc bộ nào. Do đó thật dễ hiểu khi anh đang làm mình làm mẩy chuyện gia hạn hợp đồng. Nhà vô địch World Cup sẽ phải quyết định xem liệu anh ta có muốn bắt tay vào một thử thách mới ở những đội bóng có tham vọng vô địch Champions League như là Real hay Paris Saint-Germain, hay anh đặt niềm tin vào những gì mà Man United đang xây dựng, vốn chất chứa bao kỳ vọng nhưng lại hết sức bấp bênh. Anh vẫn chưa vô địch Champions League và sẽ thật khó nếu ở lại Man United khi tình hình phong độ của đội bóng cứ mãi phập phù như thế này. Nếu Pogba quyết định không ký hợp đồng mới với United, anh sẽ có tất cả các câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu theo đuổi chữ ký của mình. Đơn giản là khi một nàng thơ không còn ràng buộc bởi gã nào, những ánh mắt hào háu ngoài kia chẳng dứt ra đâu. Cứ nhìn vào trường hợp của Lionel Messi mùa hè vừa rồi là rõ. Với việc đồng hồ đang đếm ngược từ giờ đến kỳ chuyển nhượng, United buộc lòng phải trói chân Pogba bằng mức lương khổng lồ. Raiola sẽ tìm cách sử dụng điều này như một lợi thế để có được hợp đồng kinh tế béo bở nhất cho ông cùng thân chủ. Theo Sporttrack, hợp đồng hiện tại của Pogba có mức lương 290.000 bảng một tuần. Điều đó đưa anh ấy trở thành người có thu nhập cao thứ 5 của United. Anh hiện đứng sau David De Gea 375.000 bảng và những ngôi sao nổi tiếng trong mùa hè là Jadon Sancho và Raphael Varane. Mức lương cao nhất không ai khác chính là ngôi sao hàng đầu của đội bóng Cristiano Ronaldo với 510.000 bảng. Với điểm nhìn của Raiola, Pogba có lẽ sẽ muốn được công nhận là người có thu nhập cao thứ 2 của Man United ở ngưỡng trên 400.000 bảng mỗi tuần. Như vậy, mức lương lên tới xấp xỉ 20 triệu euro mỗi năm sẽ chứng kiến Pogba làm lu mờ những người như Kevin De Bruyne và Mohamed Salah về khả năng kiếm tiền ở Premier League. Trên tất cả, nó sẽ một lần nữa đưa hóa đơn tiền lương của United trở nên cao vống, khiến quỹ lương bị phì đại ở mức không tưởng.
nên nhớ rằng trong top 5 cầu thủ hưởng lương cao nhất giải đấu, có tới 4 người của Man United. Quỹ lương của United tăng 13,6% lên 322,6 triệu bảng, dù nợ ròng giảm xuống còn 419,5 triệu bảng. Phó Chủ tịch Edward Ed cho biết, khi chúng tôi xem xét kết quả tài chính của mình, không có nghi ngờ gì nữa, rằng 12 tháng tiếp theo sẽ là những thử thách lớn nhất trong lịch sử của Man United. Điều này ảnh hưởng cực lớn tới tình hình tài chính của đội bóng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 tạm dịu xuống. Dẫu biết United không thiếu tiền, nhưng còn rất nhiều khoản phải tính. Chưa kể họ cần theo đuổi một cái tên đẳng cấp, chẳng hạn như Declan Rice để làm chốt chặn tuyến giữa cho chính Pogba. Fred đang chơi rất tồi, McTominay và Matic không đáp ứng được yêu cầu. Murray về thay thế cũng không hề rẻ, bởi anh đang là trụ cột của một West Ham đang bay cao kia mà. Tất nhiên, Man United vẫn ở hàng ngũ đại gia số má nhất nhì làm bóng đá. Đúng là quỹ lương của họ khổng lồ đấy, nhưng nó không đủ để khiến quỷ đỏ vỡ quỹ được. Nó một cách dễ hiểu, Man United kiếm được rất nhiều tiền nhờ chiến lược marketing cực tốt. Nên mặc dù quỹ lương 387 triệu bảng là rất cao so với các đội khác, nhưng so với doanh thu của Man United thì vẫn là thấp nhất. Ví dụ, Man United kiếm được khoảng 600 triệu, số lương trên chỉ chiếm khoảng 65%. Còn các câu lạc bộ khác, quỹ lương chỉ khoảng 1 đến 200 triệu, nhưng doanh thu chỉ ở ngưỡng 150 đến 250 triệu. Do đó, tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu vẫn cao hơn Man United. Nếu Pogba bị thuyết phục bởi dự án mà ba lãnh đạo đội bóng đang thực hiện và ký hợp đồng mới vì tình yêu với đội bóng thì thương vụ này là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là câu chuyện hợp đồng này diễn ra tốt đẹp hay không vào năm mới, bởi vì đó là thời điểm mà đội chủ sân Old Trafford được hy vọng vẫn đang chiến đấu cho các danh hiệu trên cả ba mặt trận FA Cup, Premier League và Champions League. Càng kéo dài rắc rối trên, càng có nhiều nguy cơ Raiola kỳ kèo đội bóng để đòi bồi thêm tiền. Man United có thể cố chấp cứng rắn để rồi cả hai mất nhau, hoặc đành bằng lòng với những yêu cầu được cho là quá đáng của Pogba. Dù sao mất Pogba mà trắng tay không thu về được gì, quả là một thảm họa, nên họ buộc lòng phải níu chân quả bom nổ chậm này lại. Pogba vẫn chơi tốt, vẫn thăng hoa, vẫn biết cách tỏa sáng bằng cái chất nghệ sĩ của mình. Tuy nhiên thái độ của anh đôi khi làm các Manosian không hài lòng. Có người cho rằng anh không đá hết mình, không chịu hỗ trợ phòng ngự, mặc dù thực tế anh vốn không phải là cầu thủ lăn xả. Có người chỉ trực chờ anh xuống phong độ hay chấn thương để chỉ trích về cái giá kỷ lục mà Man United từng bỏ ra để mang anh về đây. Rồi đôi khi chỉ vì vài ba bữa tiệc trong kỳ nghỉ, anh lập tức bị lên án rồi giễu cợt, để rồi bị so sánh về tầm quan trọng với Bruno. Tất nhiên, những ai sáng suốt vẫn thừa hiểu rằng mọi điều tiếng trên đều có phần vô lý. Trong số postcard của hậu vệ đang chơi tại NBA, Josh Hart vào cuối năm 2019, Romelu Lukaku, đồng đội cũ tại Man United và cũng là bạn thân của Pogba chia sẻ: "Họ phải tìm ai đó để đổ lỗi, đó là Pogba, đó là tôi hoặc đó là Alexis. Lúc nào cũng là ba chúng tôi. Đối với tôi chỉ nhìn thấy điều đó theo nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rất nhiều điều không hay đã được nói ra, tôi không cảm thấy bản thân được bảo vệ." Đúng là như vậy, Big Rom và Pogba đã hứng chịu nhiều tổn thương khi họ là một phần trong kế hoạch thất bại của Jose Mourinho tại đội bóng này. Khác với Lukaku đã ra đi để tỏa sáng nơi phương trời mới, Pogba chọn cách ở lại. Anh đã chiến đấu để chứng tỏ tình yêu của mình cho màu áo quỷ, hơn nữa lại chiếm được cảm tình của nhiều cổ động viên. Tuy nhiên, với thể thao thời kim tiền, tình cảm là một chuyện, lợi ích cá nhân vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Thật khó để biết tình hình của Pogba sẽ diễn ra như thế nào, nhưng với một tiền vệ đang giữ vị trí không thể chạm tới trong đội hình United, việc tìm người thay thế anh vào mùa hè tới sẽ là một đòn giáng mạnh cho những tham vọng xa hơn của câu lạc bộ. Các Manosian vẫn nuôi hy vọng rằng chân kiến tạo đẳng cấp bậc nhất thế giới sẽ ký vào tờ hợp đồng mới sau tất cả những suy đoán cuối cùng đã được đưa ra. Bằng cách này hay cách khác, ở mùa giải tới khởi tranh, không gì tuyệt vời hơn cho tập thể của Man United khi nhà vô địch World Cup vẫn đứng trong hàng ngũ của đội bóng.